Hallelujah. Trân trọng kính chào quý anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Chào mừng anh chị em quay trở lại với chương trình mỗi ngày học một câu gốc kinh thánh của mục sư Nguyễn Phú Quyền. Lời chào mừng đầu tiên và lời chia sẻ, nếu anh chị em nào lần đầu tiên đến với chương trình thì cho một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video về lời Chúa mới nhất. Và ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học lời Chúa với chủ đề nhận biết hành trình theo Chúa trong công ước Roma đoạn 8 câu 28. Và trước khi đến với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cùng cầu nguyện. Này Chúa, là Cha, là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con biết ơn Ngài vì chúng con được sống động nhờ ơn của Ngài, nhờ sự kêu gọi và sự thương xót của Ngài. Chúng con biết ơn Chúa thật là nhiều và chúng con xin Chúa đến giúp đỡ chúng con nhận biết được hành trình theo Ngài, có những phước hạnh nào, có những khó khăn nào và có những điều gì chúng con cần phải làm. Cầu xin Chúa ban phước trên quý ông bà anh chị em của chúng con và xin Chúa sử dụng lời của Ngài để khiến cho chúng con thêm lên trong đức tin, mỗi ngày kính sợ Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con dâng sự vinh hiển lên cho Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có thời gian mỗi ngày được học câu gốc với nhau. Và ngày hôm nay là 21 tháng 7 năm 2021, chúng ta tiếp tục đến với chủ đề nhận biết hành trình theo Chúa. Ngày hôm qua chúng ta học về chủ đề Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, là nguồn của tình yêu ở trong Giăng đoạn 3 câu 16. Và khi mà Chúa là nguồn của tình yêu thì chúng ta theo Chúa, chúng ta được phước hạnh và chúng ta nhận biết được Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Ngày hôm nay chúng ta đến, chúng ta tiếp tục, chúng ta nhận biết Chúa và ngày hôm nay chúng ta nhận biết chính đời sống của chúng ta, hành trình theo Chúa Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay trong Roma đoạn 8 câu 28, lời của Đức Chúa Trời có chép như thế này: và chúng ta biết rằng mọi sự hiện lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Mỗi chúng ta kinh nghiệm Chúa, đi với Chúa ít hay là nhiều, thì chúng ta đều biết được một điều, đó là Chúa của chúng ta mỗi ngày yêu chúng ta nhiều hơn. Và ngay cả khi mà chúng ta có nan đề, ngay cả đời sống của chúng ta có khó khăn, thì chúng ta vẫn thấy được rằng Chúa yêu chúng ta. Đó là lời hứa của Chúa ở trong Giăng đoạn 13 câu 2. Chúa chép rằng vá Ngài đã yêu kẻ thuộc về Ngài trong thế gian thì cứ yêu cho tới cuối cùng. Nhưng còn phần chúng ta có nhận biết được tình yêu đó hay không thì đấy là vấn đề của đức tin từng người và sự nhận biết của từng người. Cảm ơn Chúa. Hiện tại thì cả thế giới này sống trong thời Covid, và người ta nghe ở Việt Nam ngày hôm qua và ngày hôm nay thông tin về nhiều người bị Covid, nhiều người bị Covid và nhiều người phải đi cách ly, rồi nhiều cái sự khó khăn xảy ra trong mùa dịch Covid này. Và ngay cả có những anh chị em có đức tin cũng bị dính cái điều này. Vậy thì đôi khi chúng ta hiểu Đức Chúa Trời, chúng ta hỏi Đức Chúa Trời ở đâu và hành trình của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta như thế nào. Khi theo Chúa, chúng ta có được kinh nghiệm Chúa hay không? Chúng ta có thấy được cái quyền năng của Chúa, ơn của Chúa hay không? Và nếu như mà thấy được ơn của Chúa thì tại sao chúng ta lại bị cái điều đó xảy ra? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta nhận biết hành trình theo Chúa và chúng ta quay về cái câu chuyện của bức thư, bối cảnh của hội thánh Roma và bối cảnh của câu kinh thánh Roma đoạn 8 câu 28. Đó là khi ông Phaolô, ông viết thư cho hội thánh Roma. Lúc bây giờ thì Phaolô chưa một lần đến thăm hội thánh Roma. Và hội thánh Roma được thành lập bởi những người họ đã từng viếng thăm Jerusalem, họ dự lễ vượt qua tại Jerusalem, họ kinh nghiệm cái ngày đầu tiên Chúa Thánh Linh giáng xuống, phép lạ
họ xảy ra, họ tin cậy Chúa, họ trở về Roma, họ thành lập hội thánh Roma. Nhưng mà nếu câu chuyện chỉ có như vậy thì chúng ta không hiểu được rõ vấn đề của bối cảnh tại hội thánh này. Nhưng mà trong cái bối cảnh ở đây chúng ta thấy rằng, thứ nhất, thời bây giờ La Mã là một đế quốc, nó giống như là một cường quốc bây giờ. Cái đế chế của La Mã, đất của nó trải dài ở châu Á, ở châu Phi và ở châu châu Âu. Và Roma là thủ đô của La Mã. Bây giờ khi mà thành phố La Mã, thành phố Roma nó là thủ đô của một cả một cái đế chế, thì để mà cai trị dân La Mã được cái thì hoàng đế Roma đã lập ra rất là nhiều và tín ngưỡng, rất là nhiều cái niềm tin vào các tà thần. Trong đó có một cái niềm tin, đó là chính hoàng đế Roma, hoàng đế La Mã tự cho mình là thần. Các hoàng đế La Mã tự cho mình là thần và bắt thần đó họ phải thờ thờ vua giống như là một ông thần. Và khi những cái người mà không có thờ lại thì sẽ bị bắt bớ, sẽ bị loại khỏi ra ra khỏi vòng xã hội của bây giờ. Họ bị nhốt vào những cái chuồng thú và họ bị quăng vào đó cho những con thú xé xác. Họ bị vứt vào những cái đấu trường La Mã, thế rồi ở đó họ bị chết bởi những cái con thú đói, người ta thả ra và mổ chết những cái người trong tin Chúa lúc bấy giờ, hay là trong cái thời kỳ của hoàng đế Nerum vào khoảng năm 64 đến năm 68 của Roma, của La Mã, thì họ đã bắt bớ rất là nhiều người theo Chúa. Họ những người theo Chúa bị đóng đinh, những người theo Chúa bị đốt thành những cái ngọn nến để mua vui cho những người không theo Chúa. Như vậy thì họ theo Chúa, hành trình theo Chúa của họ gặp rất là nhiều khó khăn, đầy rẫy họ sự khó khăn, có cả sự chết đe dọa. Thế nên anh chị em có khó khăn nhưng mà chúng ta chưa đến sự đổ huyết, chưa đến sự khó khăn như họ, thì chúng ta nhận biết hành trình theo Chúa đầu tiên đó, nó là có cái giá cho hành trình theo Chúa, cái giá phải trả cho hành trình theo Chúa. Nó có cái sự đau khổ, nó có cái sự khó khăn, nó có cái sự tủi nhục, nó có cái sự hắt hủi, nó có những cái sự mà bắt bớ về đức tin, có sự đánh đập, có sự tù đày, có sự chết trả giá cho đức tin ở trong đó. Chúng ta thấy Chúa Giêsu hoàn toàn vô tội mà còn bị người ta đánh, người ta vả vào má, người ta coi thường, người ta đánh đòn, người ta đóng đinh. Nếu họ đã đối xử với Chúa như vậy thì họ cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Cho nên một ngày kia khi mà Chúa nói về câu chuyện vấn đề này đối với những người theo Chúa ấy, thì Chúa nói rằng thế gian sẽ ghét các ngươi vô cớ bởi vì họ ghét ta trước các ngươi. Cho nên khi mà họ ghét Chúa vô cớ thì chúng ta thấy rằng họ cũng sẽ ghét những người theo Chúa giống như vậy, trong đó có cả anh chị em, trong đó có tôi. Và chúng ta thấy rằng là có nhiều cái khó khăn theo Chúa, cái sự bắt bớ, cái sự đau khổ, cái sự tù đày, cái sự hiểu sai, cái sự đánh đòn, ngay cả cái sự trong cái hoàn cảnh này chung tất cả Covid, tất cả giống nhau, trong đó có cơ đốc nhân, chúng ta cũng không thoát khỏi được cái điều này. Và cảm ơn Chúa, chúng ta phải nhận biết hành trình theo Chúa là một hành trình khó khăn, bởi vì theo Chúa chúng ta không giống như những con người khác. Tất cả những nhu cầu về đời sống của người theo Chúa cũng giống như những người không theo Chúa, vẫn phải sử dụng mọi thứ, không được miễn trừ. Nhưng mà người theo Chúa khó khăn hơn, bởi vì người theo Chúa là tâm điểm của những cái người mà họ nhạo báng đức tin, họ bắt bớ đạo Chúa, họ kiêu ngạo, họ vinh hoang ở cuộc đời này. Theo Chúa chúng ta gặp khó khăn, và Kinh Thánh nói rằng phàm những người sống nhân đức thì phải chịu khó khăn, đó là điều chắc chắn. Cho nên đầu tiên trong hành trình theo Chúa, chúng ta nhận thấy được rằng
đó phải trả cho hành trình theo Chúa, đó là sự khó khăn, sự bắt bớ. Nhưng cảm ơn Chúa, bên cạnh cái sự khó khăn bắt bớ đó thì chúng ta cũng có cái phước hạnh. Cho nên hành trình theo Chúa không phải chỉ có những cái khó khăn riêng, nhưng mà nó có những cái phước hạnh cho hành trình này. Đó là gì? Đó là phép Chúa ở cùng. Ngay trong cái lúc này chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì hoàn cảnh ở Việt Nam, hoàn cảnh ở thế giới, và nhiều người bị Covid, nhiều người bị cách ly, không có thể đi lại được, không có thể giao thương được, người ta bất an, người ta sợ hãi. Nhưng mà ở ngoài kia, những người không có Chúa, người ta bất an ở trong lòng. Cái sự bất an nó đến từ hoàn cảnh, cái sự bất an nó đến từ trong lòng của người ta đi ra. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mà chúng ta theo Chúa, cái phước hạnh đó là sự bình an. Sự bình an Chúa ban cho chúng ta ở trong nghịch cảnh, sự bình an trong hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta vẫn được bình an. Đó là Chúa ở cùng chúng ta. Thứ hai, Chúa Ngài sẽ ở cùng anh chị em luôn cho đến tận thế. Cho nên Đức Chúa Trời là vua của các vua, là Chúa của các Chúa, là đấng mà gì sáng tạo nên trời đất biển muôn vật. Cảm ơn Chúa, Chúa là đấng sáng tạo nên trời đất biển muôn vật, mọi mọi thứ đó. Đức Chúa Trời có quyền năng và Ngài ở cùng chúng ta. Và Kinh Thánh ở trong đoạn Roma đoạn 8 cũng có nói, nếu Đức Chúa Trời bùa rủa anh chị em thì ai sẽ bắt nạt anh chị em được, ai sẽ khiến chúng ta sợ hãi được. Cho nên gươm giáo, sự khó khăn, sự khổ nhọc cũng không thể nào mà so sánh được cái phước hạnh Chúa đi cùng và Chúa ở cùng. Đó là cái phước hạnh đầu tiên, quyền năng của Chúa ở cùng. Cái phước hạnh thứ hai khi theo Chúa, đó là có sự hứa chắc chắn về sự cứu rỗi đời đời. Đó là khi chúng ta qua đời thì linh hồn chúng ta được ở thiên đàng với Đức Chúa Trời, chúng ta được đồng cai trị với Đức Chúa Trời. Lời hứa của Chúa Giêsu cho những kẻ theo Ngài đó là khi muôn vật đời mới thì những người theo Chúa sẽ đồng được người mà cai trị dân Israel. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta không phải đến sự chết, nhưng vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Theo như luật của tội lỗi, như ngày hôm qua chúng ta thấy thì mọi người đều đã phạm tội, và kết quả của tội lỗi là sự chết, và sự chết sẽ đưa người ta đến hỏa ngục đời đời. Sự chết đưa người ta đến sự không biết Đức Chúa Trời, sự kiêu ngạo, sự thiếu cái tình yêu của Chúa. Nhưng cuối cùng sẽ đến một cái tòa án trắng, Chúa sẽ đoán xét cả thế giới này. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì chúng ta được cái sự cứu chắc chắn khi mà tin Chúa. Và Roma đoạn 8 câu 1 chẳng có sự đoán phạt nào trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta được cái sự cứu chắc chắn, đó là cái phước hạnh đảm bảo theo Chúa. Và cái đó là cái quan trọng hơn tất cả. Anh chị em, Đức Chúa Giêsu xuống thế gian này mục đích cao cả cuối cùng là để Ngài cứu linh hồn của tất cả nhân loại, những con người sống ở trên đất này không đi đến hỏa ngục đời đời, không đi đến sự chết đời đời, mà được ở với Chúa trên thiên đàng. Đó là điều quan trọng. Cho nên hành trình theo Chúa có phước hạnh, hai cái phước hạnh: có Chúa đi cùng, có lời hứa chắc chắn của Chúa, và có nhiều cái khó khăn giá phải trả. Nhưng có cái kết quả của hành trình là gì? Đó là Kinh Thánh Roma đoạn 8 câu 28 nói rằng: và mọi sự hiện lệ làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cái kết quả đầu tiên chúng ta thấy được bằng cái điều khó khăn, cái điều phước hạnh hiệp lại làm ích cho anh chị em và cho tôi. Cho nên đương khi anh chị em khó khăn, đôi khi nếu mà cái sự cầu nguyện của anh chị em, nếu anh chị em cầu nguyện Chúa, anh chị em thấy rằng Chúa chưa đáp lời, thì chúng ta cảm ơn Chúa một điều rằng chúng ta thấy mọi việc xảy ra là có ích cho chúng ta, là Chúa đang chuẩn bị cái điều cao hơn, cái điều tốt hơn, cái sự đáp lời lớn hơn, cái phước hạnh lớn hơn cho anh chị em. Đó là điều cảm ơn Chúa. Cho nên mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Cái điều thứ hai
người, đó là chúng ta được xác nhận là người được gọi theo ý muốn Chúa. Và mọi sự hiện lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời theo ý muốn Ngài đã gọi. Chúa gọi những người kính sợ Chúa theo ý muốn Chúa. Không phải ai cũng được xác nhận là người theo Chúa. Bởi vì Kinh Thánh nói rất là rõ, Chúa Giê-xu nói, khi mà có nhiều người nói với Chúa như thế này: lạy Chúa, con chẳng từng nhân danh Chúa làm phép lạ sao, con chẳng từng nhân danh Chúa vừa quỷ chữa bệnh và làm chứng sao. Thì Chúa Giê-xu nói rằng, trong ngày cuối cùng, ta sẽ nói rõ với các ngươi, với kẻ làm gian ác kia, hãy lui ra khỏi ta. Có nghĩa rằng có nhiều người làm phép lạ, có nhiều người làm điều này điều kia, nhưng chúng ta thấy cái người được Chúa gọi đó mới là điều quan trọng. Câu chuyện xảy ra được chép ở trong Kinh Thánh khi mà Đức Chúa Giê-xu kể lại một cái câu chuyện. Một ngày kia, Đức Chúa Trời, vị vua, làm tiệc đãi nhiều người và sai đầy tớ của mình đi ra tất cả các đường cái, xem ai gặp ai thì kéo mời vào để mà ăn tiệc. Và khi vua ra chào những người khách đó, đó thì thấy một cái người không mặc áo nệ. Và vua hỏi: tại sao ngươi vào đây mà không mặc áo nệ? Người đó không trả lời. Vua bèn sai lính đưa người đó ra ở chỗ khóc nấc và tối tăm. Và Kinh Thánh cuối cùng nói rằng, vì có nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây được xác nhận là người được gọi và được chọn theo ý muốn Chúa. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Đây là kết quả của hành trình theo Chúa. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta thấy được điều gì? Theo Chúa có sự trả giá. Theo Chúa có phước hạnh. Theo Chúa có cái kết quả. Và chúng ta áp dụng điều này là như thế nào? Thứ nhất, chúng ta nhận biết theo Chúa có phước hạnh và đau khổ. Cảm ơn Chúa. Trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy được rằng nếu chúng ta đang gặp đau khổ, đang gặp khó khăn, thì đó Đức Chúa Trời đang tập rèn đức tin để khiến cho chúng ta tin nơi Chúa nhiều hơn, kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Và trong danh Chúa Giê-xu, tôi chúc phước trên anh chị em. Đấy là điều thứ nhất. Chúng ta thấy được rằng chúng ta nhận biết theo Chúa, cho nên theo Chúa không phải lúc nào cũng gặp hanh thông, lúc nào cũng sung sướng. Nếu theo Chúa sung sướng á, thì có rất là nhiều người có thể mất đức tin. Bởi vì khi khó khăn xảy đến, người mà sung sướng quá sẽ mất đức tin. Nhưng cảm ơn Chúa, theo Chúa chúng ta thấy có phước hạnh và có sự đau khổ. Cho nên chúng ta giữ được đức tin hai điều đường. Thứ hai, chúng ta nhận biết rằng tất cả những cái điều ích lợi cho chúng ta, tất cả những điều đó, đau khổ đó, phước hạnh đó, đều có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, cho đức tin và cho đời sống của chúng ta, khiến chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, chúng ta biết Chúa nhiều hơn, chúng ta trở nên giống Chúa nhiều hơn. Và thứ ba, chúng ta phải cảm tạ và ngợi khen Chúa về điều này. Cho nên ngày hôm nay có ba điều. Đó là sự nhận biết theo Chúa có phước hạnh, có đau khổ, theo Chúa có ích lợi cho đời sống của chúng ta, và theo Chúa chúng ta cần phải cảm tạ và ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa về tình yêu của Ngài và quyền năng của Ngài. Đó là điều chúng ta học được qua câu Kinh Thánh Roma đoạn 8 câu 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiện lại là ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Amen. Chúng cầu nguyện xin Chúa ban phước trên anh chị em. Những ai đang lo ốm, những ai đang bệnh tật, những ai đang mệt mỏi, trong danh Chúa Giê-xu chính thì giờ này, cho con mơ bệnh tật phải thối lui ra khỏi anh chị em, sự phước hạnh phải đầy dẫy trên anh chị em, trong danh quyền năng của Đức Chúa Giê-xu Christ.
chúng ta cùng cầu nguyện cảm ơn Chúa qua bài học này. Thưa ơi, chúng con biết ơn Chúa bởi ơn của Ngài và quyền năng của Ngài giúp đỡ chúng con học lời Chúa. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết theo Chúa, hành trình theo Chúa được phước hạnh đầy đầy ơn. Mỗi ngày chúng con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Xin Chúa bảo phù ban phước trên anh chị em, trên đời sống của chúng con. Chúng con dâng sự vinh hiến lên cho Chúa và cộng đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước nè trên anh chị em qua bài học nhận biết hành trình theo Chúa. Và anh chị em ai chưa đăng ký kênh mục vụ và tờ Nguyễn Phú Quyền thì anh chị em nhớ đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất. Anh chị em chia sẻ ra để nhiều người cùng học kinh thánh và cùng nghe lời Chúa được nguyện. Xin Chúa ban phước trên anh chị em ngày mới. Xin trân trọng kính chào. Cảm ơn anh chị em và hẹn gặp lại ngày mai. Bye bye.